Xin chào các anh chị và các bạn ha, lại là Tuấn đây. Hôm nay thì mình đi ra ngoài thì mình nghe được một bài nhạc khá là catchy và mới lần mò tìm được tên bài hát đó. Nó là một bài hát của hình như là Tây Ban Nha thì phải. Tên bài hát các bạn có thể nhìn ở đây nè. Thì mình mới suy nghĩ là thử làm lại bài hát này bằng AI thì như thế nào. Thì cũng lần mò ra được một công cụ là Suno AI. Đầu tiên là mình hỏi, đưa vào bảng ChatGPT 4o nè. Mình hỏi là biết tên bài hát này hay không. Sau đó nó cho mình biết bài hát này là của Tây Ban Nha nè ha. Rồi phần lời nhạc nó sẽ sôi động đó. Sau đó mình nhờ nó là kêu nó là phân tích cái style của bài nhạc này nó thêm như thế nào, để mà mình có thể lấy cái style bài hát này mình tạo ra một bài nhạc mới. Đó, viết cái style này nó phân cách nhau bởi cái dấu phẩy thôi, để mình có thể dễ copy vào. Sau khi nó viết style xong á, thì mình kêu nó viết lại cái lyric của bài nhạc này để cho một cái phiên bản khác cùng cái style nhưng mà một cái lyric khác. Thì rất là nhanh chóng ha, ChatGPT 4o á, nó đã viết cho mình một cái lyric như thế này, có cả phần nhạc và có cả cái phần mà điệp khúc luôn, rất là đầy đủ các bạn. Đó, sau đó thì mình kêu nó là hãy đặt thêm cái tên cho bài nhạc này. Rồi sau đó mình qua bên công cụ mà tạo nhạc. Công cụ hôm nay chúng ta sử dụng là Suno AI, đang là khá là hot trên thị trường á. Cũng nhiều bạn sử dụng công cụ này để tạo ra những cái bản nhạc AI cho mình rồi. Thì bạn đăng nhập vào Suno này, Suno AI này ha. Đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn thôi. Đường link đăng nhập thì mình để ở dưới phần mô tả cho các bạn dễ tìm. Sau đó bấm vào nút Create. Create thì ở đây mình sẽ có là cái tính năng là bật là custom mode hay là không. Thì khi mà mình bật custom mode đó, thì nó sẽ cho mình tạo thêm cái phần lyric nè, cái phần style của âm nhạc ha. Mình sẽ bật cái custom mode lên. Sau khi mà bật custom mode lên á, thì mình bắt đầu mình qua bên lại ChatGPT 4o á, mình copy lại cái phần lyric của cái phần nhạc này vào. Cái phần instrumental nữa là nếu như bạn bật lên thì nó chỉ tạo nhạc thôi, nó không có tạo cái phần lời. Ở cái mục mà style of music á, thì mình cũng copy bên chỗ ChatGPT 4o này vào. Nó dựa vào cái việc mà phân tích cái bài nhạc lúc nãy á, thì nó đã phân tích ra cho mình. Và bây giờ mình chỉ copy vào thôi. Đó. Đặt title của nó ha, là It Flow. Chọn version 3 ha, sau đó bấm Create. Rồi bây giờ bắt đầu mình đợi thôi, đợi thử xem cái nó tạo các phiên bản cho mình thế nào. Nhìn ở đây thì có vẻ như nó tạo cho mình là hai phiên bản. À, mỗi tài khoản miễn phí thì bạn có 50 credit ha. Và theo như mình thấy thì 50 credit này nó nói là sẽ tạo cho bạn được khoảng 10 bài hát á. Còn nếu bạn upgrade lên thì theo như mình thấy cái gói mà theo tháng á, thì rẻ nhất là khoảng 10 đô một tháng. Thì 10 đô một tháng thì sẽ tạo được khoảng 500 bài hát. Nó tạo cho mình 2 bài hát ha. Mình mất 10 credit thì mình còn 40 credit. Đó, rồi bây giờ bắt đầu mình nghe thử ha. Hai phiên bản đó, đó hai phiên bản đây. Thì bắt đầu mình nghe thử xem.
heat it up, be listening, but slow it down. Heart to heart, soul to soul, we're lost in harmony. Every step, every breath is like the sweet symphony. Let's go. Alive, a sparks in the sky. Oh, hold me close, never let go. Reach for the high. Oh, in this place, in this time, there's nothing we can do. Every dance, every chance, I'll take it all with you. And ooh, every dance, every chance, I'll take it all with you. Wow, hai bài nhạc này nghe cũng khá là hay đúng không các bạn? Ở đây thì mình có thể download được về này. Và chỉ cần nhấp vào cái nút 3 chấm, còn download về thì nó có dạng là download thành một cái file âm thanh hoặc là cái file video luôn, để bạn có thể sử dụng đó. Sau đó thì mình thử lại một bài nhạc nữa, thử xem. Bây giờ ví dụ như mình yêu cầu ChatGPT là phân tích cái bài mà Despacito, thử xem. Đó, sau khi mà viết xong á thì mình lại tiếp tục mình qua bên Suno thôi. Mình copy các phần nào lyric nè, mình bật custom mode lên ha, đưa vào lyric nè. Đó, lyric này nó hơi dài quá, đúng không? Nên mình xóa bớt một phần. Rồi cái phần style của cái nhạc á thì mình lại copy vào. Đó. Đặt tên của bài này đó là như thế này. Rồi, chọn version 3. Sau đó thì bấm create thôi, lại tiếp tục đợi. Với phiên bản của Suno này thì mình nghĩ là tạo các đoạn âm thanh á để sử dụng cho các kênh chúng ta cũng rất là phù hợp ha. Tại vì cái nhạc AI này tạo ra thì nó sẽ không có bị dính bản quyền đâu. Nếu như các bạn mà không biết về cái phần mà viết lyric và cái style of music như thế nào thì các bạn có thể dùng ChatGPT á, giống như của mình hồi nãy giờ đó. Nãy giờ mình đang phân tích từ một cái bài hát có sẵn mình viết ra. Còn bây giờ nếu như bạn không biết á thì bạn có thể yêu cầu nó là hãy viết theo cái style nào đó mà bạn mong muốn thì nó có thể viết được thôi. Đó, đây mình nghe thử thôi. In the moonlight where the stars shine bright, hold me close, whisper sweet, let's dance through the night. Feel the breeze warm and light on the summer night. Every step, every move, everything feels so right. Slowly, slowly, let's move together slowly. Every heartbeat, every touch makes me feel so holy. Just take your time, we're in our prime, dancing in the glow. In the summer, summer dream, let's just take it slow. On the shoreline, where the waves kiss our feet, to the rhythm of the beat. Underneath the palm trees where our hearts align, every look, every kiss, it's like we stop the time. Slowly, slowly, let's move together slowly. Every heartbeat, every touch makes me feel so holy. Just take your time, we're in our prime, dancing in the glow. In the summer, summer dream, let's just take it slow. Feel the night, feel the love in this paradise. Hold me tight, everything's right underneath the skies. In this place, in your grace, I find my peace. Every dance, every glance, love's sweet release. Slowly, slowly, let's move together slowly. Every heartbeat, every touch makes me feel. In the moonlight, let the stars shine bright. Hold me close, whisper sweet, let's dance through the night. Feel the breeze warm and light on the summer night. Every step, every move, everything feels so right. Slowly, slowly, let's move together slowly. Every
Wow, nghe cũng rất là đã đúng không? Các bạn có thể đăng nhập vào trang Suno AI này để các bạn sử dụng thử. Link đăng nhập mình để dưới phần mô tả. Nhân tiện thì mình cũng có khóa e-learning sắp ra mắt vào ngày 16 tháng 6 2024. Thì hiện tại mình đang cho pre-order trước cái khóa e-learning này với giá chỉ 1.999.000 đồng thôi. Thì trong khóa e-learning này các bạn sẽ có nhiều cái case study cũng như là nhiều kiến thức để các bạn có thể sử dụng nó cho nhiều cái lĩnh vực và ngành nghề khác nhau. Ví dụ như là trong giáo dục, làm các video mà để giáo dục cho các bé nè, hoặc là trong lĩnh vực marketing, làm hình ảnh, làm các poster banner, hoặc là trong lĩnh vực mà giống như xây kênh YouTube này nè, các bạn có thể làm những cái dạng video kiểu như thế này, hoặc là nhiều cái dạng khác nhau nữa để mà các bạn có thể xây kênh để mà bán hàng online hoặc là tiếp thị liên kết. Thì chi tiết khóa như thế nào mình để dưới phần comment ha, các bạn có thể xem nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nha.